Xin chào bạn, mình là Dương Dê. Trên mình bây giờ đang là chiếc điện thoại Realme V15 và toàn bộ hộp phụ kiện của nó ở đây. Cái chiếc điện thoại này thì có mức giá loanh quanh tầm khoảng trên dưới 5 triệu rưỡi. Chính xác ra thì giá của nó sẽ là 5 triệu 490 nghìn đồng tại Điện Thoại Hay. Và cái chiếc điện thoại này thì có rất là nhiều những điểm nổi bật ở trong tầm giá đó. Đó là đầu tiên nó sẽ chạy con chip Dimensity 800U 5G. Con chip này là một trong những con chip khá là mạnh ở trong tầm giá này rồi. Tiếp tục nữa nào, cái sạc bên trong hộp này sẽ là sạc 65W. Và cái điện thoại này thì hỗ trợ sạc tối đa là 50W. Rất là nhanh luôn đúng không nào. Màn hình thì là màn hình Super AMOLED luôn. Đấy, rồi là có vân tay bên trong màn hình. Nhưng mà đấy, chưa kịp mở khóa vân tay ra thì cái màn hình này nó đã tự mở sáng ra. Bởi vì sao? Bởi vì là có nhận diện khuôn mặt 2D vô cùng nhanh. Xin nhắc lại là vô cùng nhanh này, ấn phát nào phát là mở phát đấy luôn. Đấy, còn nếu các bạn muốn cảm ứng vân tay đúng không? Chúng ta sẽ đặt ở đây. Một chạm nó cũng rất là nhanh luôn. Đấy, và nó còn khá là nhiều những điểm đặc biệt nữa. Những điểm đặc biệt đó là gì? Chúng ta sẽ cùng bắt đầu ngay trong video ngày hôm nay. Đó, cái phiên bản mà mình đang cầm trên tay này là phiên bản RAM 6, bộ nhớ trong 128. Và chúng ta sẽ có một cái sản phẩm thiết kế mình thấy là trông cũng tương đối là đẹp mắt đấy. Trông tương đối giống các cái dòng Reno của Oppo. Đấy, nhưng mà Realme thì các bạn biết rồi đấy, Realme với cả Oppo thì là một thôi mà. Đấy, nên là nó cũng sẽ có thừa hưởng những cái nét thiết kế của nhau. Rồi, cái hộp màu vàng rất là trẻ trung. Đấy, và bên trong hộp này thì đây, các bạn sẽ thấy luôn là Admin Kha thực ra là đã bóc siêu trước để cho kênh công nghệ lên trước rồi. Chúng ta sẽ có một cái cảm biến vân tay này, đấy. Và rồi phía sau này, chúng ta sẽ có in các thông tin nữa, ví dụ như là máy này sẽ có 2 SIM. À, không có thẻ nhớ nhé, đây là 2 SIM thôi. Đấy, rồi, tiếp tục nữa là bên trong này thì chúng ta sẽ có sách hướng dẫn sử dụng này. Chúng ta sẽ có một ốp lưng dẻo, đấy, để giúp cho bảo vệ máy rồi chống xước các thứ, chống va đập các thứ tốt hơn. Đó. Bên trong này chúng ta sẽ có một cái sợi cáp chuẩn USB Type-C và phía dưới này chúng ta sẽ có một cái quay nhập SIM nữa. Và đây mới là cái mà chúng ta quan tâm tới này. Đấy, đấy chính là cục sạc rất là to luôn. Cục sạc này thì sẽ có dòng ra tối đa là 10V 6.5A, nghĩa là 65W. Đấy, tuy nhiên là hỗ trợ tối đa thì nó sẽ là hỗ trợ 50W nhé. 50W thì mình thấy là đã rất là khủng khiếp rồi. Đấy. Rồi và ở bên trong này nữa thì thậm chí nhà xuất còn hào phóng khi mà tặng chúng ta thêm một cái đầu chuyển đổi giữa jack cắm tai nghe 3.5 với cổng USB Type-C. Chiếc điện thoại này thì bỏ đi jack cắm tai nghe 3.5 rồi. Đấy thì đấy là tất cả phụ kiện không bị cắt giảm được cái gì cả. Và tất nhiên với cái việc không cắt giảm như này thì là sẽ là không thân thiện với môi trường, không bảo vệ môi trường vì cái ốp lưng dẻo này. Thì bạn biết ở đây nó không bảo vệ môi trường lắm. Đấy. Rồi bây giờ mình sẽ bỏ phụ kiện qua bên để nói chi tiết hơn về cái chiếc điện thoại này nhé. Quay trở lại với Realme V15 5G thì cái điều đầu tiên khi mình cầm cái sản phẩm này trên tay đó là nó khá là nhẹ nhàng. Thực sự là như vậy. Với một cái khối lượng nó chỉ rơi khoảng 176g thì chúng ta cầm lên nó sẽ rất là thoải mái. Nó không có bất kỳ một cái cấn gợn gì cả. Đấy. À, chất liệu mặt lưng này thì là chất liệu nhựa thôi nha các bạn nhé. Chất liệu nhựa và khung viền cũng chỉ là khung viền nhựa mà thôi. Nhưng và chính vì nó làm bằng nhựa như thế nên là nó mới giúp cho cái khối lượng của chiếc điện thoại này nó nhẹ như vậy. Đấy. À, chất liệu nhựa thì rõ ràng là về cái kiểu như là tính sang trọng thì nó không thể bằng kính và kim loại được rồi. Đấy, nhưng mà rất là may mắn khi mà Realme họ cũng đã phối lên đây một cái màu bạc nhìn khá là đẹp mắt, các bạn thấy không? Cái màu bạc này rất là đẹp luôn. Chúng ta sẽ có cụ 3 camera phía sau được đặt lồi lên sau ở mặt phẳng lưng và đặt ở bên trong một khung hình chữ nhật như này. Camera chính có độ phân giải là 64 megapixel, khẩu độ f 1.8, tiêu cự 25mm. Chúng ta sẽ có thêm một camera góc rộng có độ phân giải là 8 megapixel, khẩu độ là f 2.3, góc chụp là 119 độ và tiêu cự là 16mm. Đấy, và chúng ta sẽ có thêm một camera macro có độ phân giải là 2 megapixel nữa. Đấy, như vậy là nếu mà so sánh sang với cả Realme Q2 Pro thì cái V15 5G này nó có camera chính nhỉnh hơn khi mà nó có camera chính là 64 chấm và nó cắt giảm đi cái camera hỗ trợ cho việc chụp ảnh xóa phông. Đấy, nghĩa là nó chỉ có một camera trang trí thôi chứ nó không phải có hai camera trang trí như là Realme Q2 Pro nữa. Nên là mình thấy là đây là một cái điểm thực dụng hơn là Q2 Pro. Và nếu mà cho mình lựa chọn thì mình sẽ lựa chọn Realme V15 về camera hơn là Q2 Pro. Chúng ta sẽ có thêm đèn flash ở đây và dòng chữ đó là 64 megapixel AI camera và logo của Realme ở phía dưới này. Cái mặt lưng này thì các bạn sẽ thấy luôn là nó bo tương đối cong nên là khi chúng ta cầm vào chúng ta sẽ không cảm thấy bị cấn tay. Còn có chăng ấy là các bạn sẽ thấy là cái phần khung viền này nó làm cao hơn, à cái phần mặt phẳng màn hình này nó làm cao hơn so với ở phần khung viền, cũng như là nó có một cái miếng dán màn hình có sẵn ở bên ngoài như này nên là khi chúng ta vuốt vào chúng ta sẽ cảm thấy nó hơi cấn tay nhẹ một chút. Đấy, nhưng mà cấn tay ở đây là xuất phát từ miếng dán màn hình chứ không phải là từ cái khung viền này đâu. Đấy, còn mở sáng lên thì cũng rất là nhanh thôi. Rồi các bạn sẽ nhìn thấy luôn là phía bên cạnh trái chúng ta sẽ có phím tăng giảm âm lượng, phía bên cạnh phải chúng ta sẽ có phím nguồn, phía dưới này chúng ta sẽ có một cái cổng sạc chuẩn USB Type-C, loa ngoài, mic thoại và một cái khay để chứa hai SIM. Máy này không hỗ trợ thẻ nhớ đấy, tuy nhiên là với bộ nhớ trong tối thiểu là 128GB thì mình nghĩ là quá đủ dùng rồi, không cần phải thêm thẻ nhớ đâu. Ở phía trên này chúng ta sẽ có thêm một cái mic phụ nữa. Và cái màn hình này thì nó theo kiểu là dạng màn hình tương đối phẳng
Đấy. Phần viền trên, viền hai bên làm rất mỏng, nhưng mà phần viền dưới này thì làm khá dày. Đây các bạn sẽ nhìn thấy luôn, nếu mà mình bật cái này lên thì các bạn sẽ thấy là cái phần viền dưới này thì làm khá là dày. Đấy. Ở chúng ta sẽ có một cái camera selfie ở đây nữa. Và cái camera selfie này thì là tương đối bé. Camera selfie chúng ta sẽ có độ phân giải là 16 megapixel. Tại sao Realme lại làm cái camera selfie nó bé được như thế này, cũng như là nó không có bất kỳ một cái viền nào ở bên ngoài? Bởi vì rất đơn giản, màn hình này là màn hình AMOLED. Đấy, nên là chúng ta sẽ giải quyết được vấn đề đó. Phía trên thì chúng ta sẽ có thêm cái loa thoại nữa, và hơi đáng tiếc là sau này nó chỉ có một loa ngoài thôi, chứ nó không có hai loa ngoài. Đấy, cái loa ở phía trên này thì không phải là loa ngoài, nó chỉ là mỗi chức năng là loa thoại thôi. Đó. Về màn hình thì sao? V15 sẽ sở hữu màn hình với kích thước là 6,4 inch, độ phân giải sẽ là Full HD cộng, tỷ lệ màn hình là 20 chia cho 9 cho một cái mật độ ảnh rơi khoảng 411 ppi. 411 ppi thì mình thấy là rất là sắc nét rồi. Màn hình này thì là màn hình Super AMOLED, có độ sáng tối đa là 600 nit, và mình thấy là độ sáng này rất ổn luôn. Ra ngoài trời nắng chúng ta nhìn sẽ khá rõ ràng, không cần phải lăn tăn vấn đề gì về độ sáng cả. So với cả con Q2 thì nó đã đứt về cái tấm nền cũng như là về cái độ sáng màn hình. Đó. Thế còn về hiệu năng thì sao? Về hiệu năng, chiếc điện thoại của chúng ta sẽ sở hữu con chip Dimensity 800U5G. Con chip này thì về điểm số AnTuTu thì nó sẽ xem với cả con chip Snapdragon 765G. Tất nhiên tối ưu thì phải đợi admin khá test game thì chúng ta mới biết được. RAM đi kèm theo máy sẽ là 6GB, bộ nhớ trong là 128GB. Nghĩa là nếu mà chúng ta so sánh cái phiên bản thấp nhất của sản này với cả phiên bản thấp nhất của Q2 Pro thì Q2 Pro thấp nhất là 8128, còn con này là 6128. Đấy, thì nó chỉ khác biệt về RAM thôi. Thế tuy nhiên là mình nghĩ là RAM 6 và RAM 8 đối với một sản giá rẻ thì nó không quá chênh lệch nhau nhiều đâu. Đó. Chúng ta sẽ có điểm số AnTuTu đây, các bạn nhìn thấy luôn là 327.000 điểm, CPU thì là 100.000, hơn 100.000, còn GPU thì rơi khoảng gần 90.000. Đấy, đấy là những cái thông số. Với cái con chip này thì với những tác vụ thông thường như này chúng ta sẽ cảm thấy rất là mượt mà, cũng không có điều gì là đáng phàn nàn cả. Về pin thì sẽ là khoảng 4.310 mAh và có hỗ trợ sạc siêu nhanh. Đấy, hỗ trợ sạc siêu nhanh là 50W, nhưng mà sạc đi kèm thì Realme rất hào phóng khi mà trang bị hẳn cái sạc đến tận là 65W cho sản này. Và theo công bố của nhà sản xuất thì cái sạc này nó sẽ sạc khoảng 50% pin trong vòng 18 phút và sạc đầy 100% pin trong vòng khoảng 47 phút. Như thế là mình thấy là rất là nhanh rồi. Đối với những sản Realme thì cái điểm mà mình thích là ở đây là gì? Đấy là nó sẽ có sẵn tiếng Việt luôn. Và cái việc cài đặt Safe Play vào đây nó cũng cực kỳ là dễ dàng. Đây các bạn sẽ thấy luôn là có sẵn tiếng Việt luôn. Đấy, chúng ta sẽ vào phần giới thiệu điện thoại xem. Đấy, các bạn sẽ nhìn thấy luôn đó là tên thiết bị này, Realme V15 5G này. Đấy, đang sử dụng phiên bản Realme UI V1.0. Android thì vẫn là Android 10, tuy nhiên là chắc chắn 100% sẽ được lên Android 11. Bộ nhớ trong là 128GB hiện tại đây, lúc mà mình đang quay này đang còn trống khoảng 109GB cơ. Khá là thoải mái luôn. Đấy. Còn mình sẽ xem là cập nhật phần mềm, sẽ là bây giờ đã có phần mềm mới chưa nhá. Ở đây thì có một phiên bản cập nhật phần mềm mới, nhưng mà đây chỉ là cập nhật phiên bản Realme UI mới thôi. Đấy, nó rơi khoảng trăm mấy chục mê thôi, chứ không phải là phiên bản Android 11 mới. Đấy. Nhưng với những sản phẩm Realme như này thì mình thấy là về cập nhật phần mềm chúng ta cũng hoàn toàn có thể yên tâm được. Đấy, còn bây giờ thì mình sẽ cho các bạn xem qua một chút về cái giao diện camera của cái chiếc điện thoại này nhé. Đây là giao diện camera đây. Đó, chúng ta sẽ có các chế độ như là 1x này, chế độ góc siêu rộng này. Cả đấy chưa, chúng ta sẽ có những gì nữa nào? Chúng ta sẽ có 2x, 2x ở đây chỉ là zoom số thôi. Và tuy nhiên là các bạn thấy là khi chúng ta zoom số lên đây, cái phần chữ này nhìn vẫn rất là rõ nét này. Đấy, chúng ta sẽ có cả 5x nữa này. 5x thì chúng ta sẽ nhìn thấy luôn cả những hạt bụi ở trên này luôn này. Đấy các bạn thấy không? Nhìn rõ từng hạt bụi ở trên cái máy súng bắn nhiệt của mình. Đấy, chúng ta cũng sẽ có những chế độ khác, ví dụ như chế độ chụp ảnh chân dung này. Đấy, để xóa phông. Đấy, chúng ta sẽ có chụp ảnh 64 megapixel. Đấy, chúng ta sẽ có các chế độ nữa như kiểu là chụp ảnh siêu macro, chúng ta có thể để rất là gần như này được. Đấy, cực kỳ gần như này được này. Đấy, các bạn thấy không? Đấy, rồi là chúng ta sẽ có những chế độ khác nữa, ví dụ như là chế độ panorama này, chế độ quay chuyển động chậm, tua nhanh thời gian này, quay phim này. Hay là chế độ chuyên gia. Đấy, chuyên gia thì chúng ta có thể điều chỉnh được ISO, rồi là phơi sáng, cân bằng trắng, lấy nét bằng tay, EV các thứ, các kiểu ở đây. Đấy, phơi sáng thì được khoảng 32 giây. Đây là những thông số mà mình nghĩ là chắc cũng chúng ta cũng không cần phải tìm hiểu quá nhiều. Đấy, rồi chúng ta có thể thay đổi được góc này. Đấy, chỉnh tay được với cả camera góc siêu rộng nữa. Đó, thì đó là những cái tính năng mà mình nghĩ là chúng ta về chúng ta mò chúng ta sẽ ra hết thôi. Còn đây là camera trước đây. Camera trước của các dòng Realme và Oppo thì gần như là chả bao giờ mình có điểm chê lắm cả, vì camera trước của nó khá đẹp. Đấy, chúng ta cũng sẽ có chụp ảnh chân dung ở đây thôi. Đấy, còn nếu mà chụp ảnh lên mà nó không đẹp thì có lẽ là do dương dê xấu trai. Đấy, chứ không phải là do máy kém. Về cơ bản thì mình thấy là với mức giá như thế này, sản này có khá là nhiều những điểm nổi bật. Hộp phụ kiện rất đầy đủ, không thiếu một cái gì cả. Sạc thì là sạc siêu nhanh rồi. Ốp lưng các thứ là có hết. Xong rồi là dán màn hình các thứ là có hết. Bây giờ mà có thêm tai nghe nữa chắc cũng chả có điểm gì để chê. Đấy, chỉ có mỗi trang điểm chê là chê không bảo vệ môi trường thôi.
Thiết kế thì có điểm chê đấy là bằng nhựa, chất liệu bằng nhựa, nhưng mà cái cách phối màu cái thứ thì lại rất là đẹp. Màn hình thì có chăng là chúng ta đáng tiếc là không có tần số quét cao, nhưng chúng ta hy sinh cái tần số quét cao để có một cái tấm nền AMOLED ngon hơn hẳn, độ sáng cao hơn so với cả những tấm nền IPS khác ở trong tầm giá rẻ như này là tốt hơn. Mình thích cái AMOLED với 60Hz hơn là IPS với tần số quét cao. Bởi vì các bạn biết rồi đấy, ngay cả bây giờ iPhone 12, 12 Pro, 12 Pro Max bây giờ nó vẫn là màn hình 60Hz thôi mà, đúng không nào? Hiệu năng thì mình đánh giá là ổn ở trong tầm giá này. Quan trọng nhất là đợi admin Kha test xem là cái con này nó tối ưu như thế nào thôi. Camera tốt và một thời lượng pin đủ trâu, 4.300 là mình nghĩ là đủ trâu rồi. Đấy, tất nhiên chúng ta cũng có quyền được kỳ vọng là pin nó phải 5-6.000, nhưng mà mình thấy là như thế này là đủ dùng rồi. Bởi vì cái sạc nó quá nhanh nên là cũng không cần phải lăn tăn cấn gợn gì cả. Đấy, nếu mà so sánh sang với cả Q2 Pro thì cái con này nó sẽ bị cắt giảm một camera phía sau, nhưng đổi lại thì nó sẽ có cái camera chính nó tốt hơn nhiều, đấy là 64 megapixel. Đấy, nhưng mà cái RAM của nó thì lại chỉ còn 6GB chứ không phải là 8GB đối với phiên bản tối thiểu nữa. Đấy, nhưng mà mình nghĩ là cái điều đó nó không mấy là quan trọng ở đây cả, bởi vì là RAM 8 hay là RAM 6 với cái tầm giá như này chúng ta cũng khó có thể phân biệt được. Ok, còn các bạn thì các bạn cảm thấy sao về chiếc điện thoại mới này của Realme, đó là Realme V15 5G? Hãy để lại comment cho mình biết. Và theo các bạn thì với cái tầm giá trên dưới 5 triệu rưỡi, các bạn sẽ lựa chọn Q2 Pro hay lựa chọn chiếc điện thoại này? Thì các bạn hãy để lại comment cho mình nhé. Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành nhiều thời gian theo dõi video của Dương Dê. Tất cả những thông tin của cái chiếc điện thoại này mình đã để ở ngay phía dưới phần mô tả của video, hoặc các bạn có thể truy cập trực tiếp vào website điện thoại hay.vn. điện thoại hay.vn là một trong những đơn vị rất hay về những cái mẫu máy mới đầu tiên ở Việt Nam, cũng như là bán với mức giá rẻ nhất ở trên thị trường bây giờ. Bye bye anh em.